Kính thưa quý vị, những ngày vừa qua thì người dân vô cùng bức xúc trước một vụ việc người đàn ông đã đánh gãy tay nam shipper tại Quảng Ngãi. Vào ngày 20 tháng 2, Đại tá Phan Văn Dẫn, trưởng công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi ký quyết định bắt giữ khẩn cấp đối với ông Trương Đình Nhạc, ngụ thôn 1, xã Nghĩa Lâm, người trực tiếp đánh nam shipper Lâm Anh Đạt đã bị gãy hai tay. Phía cơ quan chức năng đang chờ Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi giám định tỷ lệ thương tật của nam shipper Lâm Anh Đạt để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trương Đình Nhạc. Riêng với vợ ông Nhạc hiện đang nuôi và chăm sóc hai con nhỏ. Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xem xét tạm giữ hình sự đối với người phụ nữ này. Khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 2, anh Lâm Anh Đạt đã đến nhà ông Trương Đình Nhạc để giao đơn hàng với phí 230.000 đồng. Khi ông Nhạc không chịu nhận hàng, anh Đạt nói nếu không nhận thì phải trả phí giao hàng. Tuy nhiên, ông Nhạc không đồng ý và hành hung anh Đạt bị gãy hai tay.